Anh Sơn với tụi tôi thì cũng không cách biệt, cũng không có xa cách cách mấy, là bởi vì tôi với anh Thanh Sơn là cũng là thân thiết. Và bài Thanh Sơn thì tôi không hát nhiều nhưng mà tôi cũng có hát. À, anh có những cái kỷ niệm hay những cái cảm nhận gì về nhạc sĩ để mà chia sẻ với độc giả không ạ? À, kỷ niệm thì là tôi không không có kỷ niệm nhiều với anh Thanh Sơn, nhưng mà ở trong Sài Gòn hồi xưa đó thì anh em cũng sinh hoạt chung với nhau. Rồi anh Thanh Sơn cũng là một trong những người nhạc sĩ có thể là rất là viết bài rất nhanh, viết bài rất nhanh và viết bài rất được cái sự yêu chuộng của nhiều giới. Anh có thể đánh giá lý do vì sao mà những cái bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn là dễ được khán giả đón nhận và có sức sống lâu lắm như thế không? À, là bởi vì anh Thanh Sơn làm viết theo cái dạng mà dễ hiểu, gần gũi với cái bối cảnh của cái cuộc sống của con người, coi như từ tình yêu cho tới cái sự sinh hoạt của ở ngoài xã hội, coi như là rất gần gũi, không bóng bẩy và không có mang trừu tượng. Vâng. Thế bản thân ca sĩ Chế Linh, anh có thích hát những bài nhạc sĩ Thanh Sơn không ạ? Có chứ anh, có chứ, nhưng mà chưa có dịp, là bởi vì trong thời trước thì là tôi bị độc quyền với một hãng dĩa, mà anh Thanh Sơn lại có nghĩa là cũng độc quyền những cái hãng dĩa khác, thành thử là có khi là mình không hát được những bài của ảnh, là bởi vì giới hạn bởi hãng dĩa, hợp đồng với hãng dĩa đó. Khi mà nhạc sĩ Thanh Sơn đã ra đi rồi đó thì cái điều gì mà anh Chế Linh nhớ nhất về anh Thanh Sơn ạ? À? Cái điều nhớ nhất là gần đây là khi Thúy Nga đã làm cái chương trình vinh danh Thanh Sơn á, thì là chúng tôi có gặp nhau ở tại ở hải ngoại này, và đồng thời là tôi thấy rằng lúc đó thì là rất lãi nấy khi anh mang cái bệnh mà anh cũng vẫn đi ra hải ngoại để mà góp mặt cho mình của Thúy Nga kỳ rồi, và bây giờ thì nghe tin anh bỏ cuộc thì chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng rất là buồn và hết sức làm đau lòng khi một người nghệ sĩ tài ba như vậy mà ra đi một cách đột ngột như vậy. Trong làng nghệ sĩ coi như là chắc chắn là không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng rất đau đớn, rất đau buồn cho cái sự mất mát này. Vâng, anh có thể cho biết là lúc mà Thúy Nga làm chương trình vinh danh nghệ sĩ Thanh Sơn là vào thời gian nào không? Cách đây 3 năm về trước, 4 năm về trước anh. Lúc đó còn yếu lắm, lúc đó đã yếu rồi. Khi về bên nước ngoài này coi như là Thanh Sơn cũng đã yếu rồi. Mà bây giờ là sẵn đây thì tôi cũng mong anh chuyển những lời chia buồn của gia đình tôi đến gia đình của nhạc sĩ Thanh Sơn. Chúng tôi thành thật gửi tới quý quyến lời phân ưu hết sức là thành kính phân ưu, và xin chúc hương hồn của Thanh Sơn sớm về với cõi tiên.